Thời điểm bước vào những cơn mưa đầu mùa, hàng chục hộ dân tại tổ 22C, 22D, 22D, khu phố Cầu Hang, phường Hóa An, thành phố Biên Hòa lại bắt đầu lo lắng về cảnh ngập nước của dòng suối Xịp. Càng nghiêm trọng hơn khi năm 2023, trong một đợt mưa lớn, suối Xịp bất ngờ nổi bọt trắng xóa, nước dâng cao, bốc mùi hôi và tràn vào nhà người dân. Sau đây là ghi nhận của phóng viên. Gần 3 năm nay, người dân sống tại 3 tổ 22C, 22D và 22D, khu phố Cầu Hang, phường Hóa An, luôn phải chịu cảnh ngập úng khi mùa mưa đến. Nước lớn, nước dâng cao, theo dòng chảy từ suối Xịp tràn lên mặt đường và vào nhà người dân. Những nhà giáp mặt suối có khi nước dâng cao cả 2 mét. Khu vực xa hơn vẫn gặp tình trạng tương tự, nước dâng cao khoảng hơn 1 mét kéo theo nhiều vấn đề ô nhiễm như nước đen ngòm và bốc mùi hôi nồng nặc. Từ nay là 3 năm rồi, mỗi lần đặng mưa lớn là nước vô nhà, không ăn không ngủ gì được hết. Nó phải canh vợ chồng con cá, canh tác nước ra. 3-4 cơn mưa này thì nước thì nó chưa dâng lên đường, nhưng mà mưa thì mưa nhỏ, nhưng mà nó xả trong khu nghiệp xả ra thì đen nước đen như đen ngòm mà khúi hôi lắm. Theo ý kiến các hộ dân sinh sống lâu năm cho biết, rạch Cái Cầu hay còn được gọi là suối Xịp chảy qua hai tỉnh Đồng Nai và Bình Dương trước đây rất trong và sạch. Tuy nhiên, vì tốc độ đô thị hóa các khu công nghiệp từ phía tỉnh Bình Dương đã khiến suối Xịp bị ô nhiễm nghiêm trọng. Đầu dẫn ống thoát nước nhỏ khiến dòng chảy bị tắc nghẽn. Nước thoát chậm xảy ra tình trạng nước tràn lên bờ không kiểm soát. Những cái mùa mưa mà sắp đến này là tôi rất lo âu. Tôi cũng mong muốn là những cơ quan lãnh đạo cấp trên quan tâm tới người dân. Hạn nhất, một là lo quy hoạch di dời để bàn giao đất đai lại cho bên đội thi công làm suối. Một điều thứ hai nữa là làm sao yêu cầu ở trong cái khu công nghiệp Tân Đông Hiệp B là phải xử lý nước thải rồi mới thải ra đây. Để chống chọi hoặc đối phó với tình trạng này, vào mùa nắng các hộ dân đã tranh thủ gia cố nhà cửa, xây dựng tường rào, bờ đê phòng trường hợp nước tràn vào nhà. Ủy ban nhân dân phường Hóa An tăng cường cấm biển cảnh báo không đi lại gần suối khi mưa lớn, đồng thời lên phương án di dời tạm khi sự cố xảy ra. Thì ở đây thì tôi cũng chứng kiến và tiếp thu những ý kiến của bà con và phản ánh lên trên thì cũng để cho bà con được di dời. Theo tôi được biết thì cũng có bên thành phố cũng có giải quyết và đang làm những cái suối, nhưng mà ở riêng cái suối Xịp này thì chưa có thấy. Thông qua các đợt tiếp xúc cử tri, lãnh đạo thành phố Biên Hòa cũng cho biết đã ghi nhận và đề ra các phương án di dời các hộ để nạo vét và cải tạo lòng suối. Tuy nhiên hiện nay, các hộ vẫn chưa đồng ý với giá bồi thường theo dự án và quy định nên công trình đến nay chưa thể triển khai. Thành phố cũng mong muốn có sự đồng thuận từ nhân dân đến dự án sớm được triển khai, khắc phục ô nhiễm đồng bộ với các con suối khác trên địa bàn.